Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của Legin Cuộc Sống Ban Này. Hôm nay mình sẽ tâm sự và chia sẻ cho các bạn là mình đã tạo kênh mới một cái nha mọi người. Lý do mình thông báo với tất cả mọi người mình tạo kênh mới là lý do là mình làm kênh này mình không có đạt nha mọi người. Kênh này mình có quay video nhưng mà doanh thu hàng tháng mình chỉ có thu về từ 20 mấy đô đến 30 đô thôi, không có mà tới 100 đô, không có nổi đâu mọi người ạ. Cho nên mình cái kênh này mình chắc phải ít dừng video nha, mình ít ra video. Thì mình sẽ tạo thêm một cái kênh nhạc vui ta mốt, mình sẽ thử cái kênh đó. Mình nếu mà mọi người ủng hộ mến mình thì mọi người qua kênh đó, mọi người ủng hộ cho mình nhé. Mọi người qua cái kênh nhà vui ta mốt, mọi người có thể là qua đó để ủng hộ mình, để mình có động lực về video cuộc sống này kia, rồi gì hát hò nhạc trẻ, nhạc đám cưới, nhạc cái gì, nói chung là mình chia sẻ cuộc sống nha. Kênh này thì mình nói chung là mình cũng nán rồi. Mình làm kênh này mình làm lâu nhưng mà một tháng mình thu về không có được 100 đô đấy mọi người. Cho nên mình nán. Mình tính là mình kênh này mình dành về cuộc sống vlog của gia đình thôi. Đây. Đây là vườn nhà đấy mọi người. Đó. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị cao tóc nhé, làm đẹp chút. Tại vì chiều nay mình đi nhà bà Na bên Đắc Đoa rồi mọi người. Mình đi nhà bà Na bên Đắc Đoa rồi. Mình bữa nay mình chuẩn bị làm đẹp một chút nhé. Ok, mọi người theo dõi video của mình nhé. Nếu mọi người mến kênh này mọi người vẫn là có thể là ủng hộ kênh này cũng được. Kênh này mình không có biết, không có chia sẻ âm nhạc ở đây nhá. Âm nhạc trẻ này khi hát đám cưới mình không có đăng kênh này. Kênh Legi này mình chủ yếu là mình quay cuộc sống thôi. Cuộc sống thực tế hàng ngày của mình thôi. Còn kênh mọi người muốn xem hát hò nhạc đám cưới này kia thì mình muốn gửi cho tất cả anh em một cái kênh nhà vui ta mốt kia nha. Còn kênh ghi nhạc dân ca banana đó là mình truyền về anh em trong buôn làng hát dân ca theo cái phong tục của xưa, tập quán của người vùng Tây Nguyên của mình, người dân tộc Bana Gia Rai đấy. Mình sẽ gửi nhạc, đó là nhạc phong tục ở kênh ghi nhạc dân ca banana, đó là kênh đó là mình không còn nói nha. Bây giờ mình nói thì kênh này với lại kênh nhà vui ta mốt cái thôi nha mọi người. Ok, mọi người đi theo chân mình nha. Ok. Hiện tại là mưa mọi người. Hiện tại mưa này. Tí là mình sẽ đi nha. Ok. Hiện tại mưa này. Bận bịu hết. Bây giờ là mình đi mua nước ngọt uống này cho mọi người. Mình qua cái quán tạp hóa này trên nhá mọi người. Mình sẽ qua đó mình sẽ mua một cái nước ngọt nhá. Mình uống. Mua nước ngọt.
Nước ngọt đỏ. Nước đỏ một chai, chai to 15 ngàn đúng không? Lấy chai 5.000 nhỏ nữa, một cái. Đang mùa nước ngọt. Chị quán này nói chung là cũng rất là nhiệt tình nhé mọi người. Hôm nay chia sẻ một chút. Người hút người bị tạm bêu nó. Đã có rồi mọi người. Nước ngọt của chúng ta đấy mọi người. Ok. Hụt đặc ngam. Hơi nó bằng cắt. Chạy chắc. Viêm ở tươi nào, viêm ở này. Pịa. Ê, đặc ngam bị pịa hờ. Chép hả? Chép chép nào kiếm 5 phần. Chép ngôi hả? Nhít nhít đấy. Nhâm ế nhít. Biết đấy. Út chẳng ngam. Ngắm đi. Mà sẽ nằm nên ngồi thật nam. Nhìn nào lập tập tơ mà mơ sẽ à con. Lập tơ vrok to đó, nó lập này. Uống nước ngọt. Ê hồi dường. Ê hồi dường. Thêm cái la bị bỏ hình nhá. Bệ à. Bệ à. Bệ ngàn à. Bị cỏ chứ. Em bếp nè. Em bếp kìa hả? Em nhắn con nhung hả? Dừng chứ. Bị dừng chứ. Lối dữ hãy giấc ngay cho tránh. Thầy nhường mà. Bê. Anh ngồi mi hà nô hà mi hà nè nhăng hà. Mình phải mi ra nằm đi. Nằm đi thả này. Anh đang nhung bảo hà. Mi hà nô. Tân nâng bảo hà ta. Anh nằm.
tệ. Ừ. Tệ ngàn. Để hôn nào, đã nào á? Để hôn nào á? Hôn chưa? Ngục ngờ nạ rồi. Ha ha ha. Bệ ổ, bệ, bệ, bệ à. Hay lên. Nhớ nhung à, nhung à? Anh đang nhung à? Lê nè, lê, lê, lập ý, lê krạ rồi bởi. Quyền vân cất nhau ấy, ngô đạc, tòm tòm, cất cả cầm bố gọi dưỡng chất. Dưu rế? Dưu rế, nhạc ôi nè, quên cái gì để lui nè, đặt đi đi vừa ngày lui mắng chợt, giờ in giờ đi thêm gọi đặt rồi dar car lập lập ok xong mới cắt xong bây giờ nhé cả nhà. Ok các bạn, hôm nay mình cắt tóc cũng đã xong này, cùng nói chung đẹp trai hơn xưa rồi mọi người. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nha. Ok, video này mình dừng lại tại đây. Chúc mọi người xem video. Mình tin là mình sẽ đi đặt đoà nhạc banana bên đấy nhanh mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại cái video sau nha. Ok, cảm ơn.